Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 31, phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống, phẩm thứ 11, phần 5. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch: Thế Tôn, phép định không hình tướng gọi là Đại Niết Bàn. Do đó, Niết Bàn gọi là không có tướng. Vì nhân duyên gì gọi là không có tướng? Phật dạy: Thiện Nam Tử, vì Niết Bàn không có 10 tướng. Những gì là 10 tướng? 1 là tướng hình sắc, 2 là tướng âm thanh, 3 là tướng mùi hương, 4 là tướng vị nếm, 5 là tướng xúc chạm, 6 là tướng sanh ra, 7 là tướng trụ lại, 8 là tướng hư hoại, 9 là tướng nam, 10 là tướng nữ, đó gọi là 10 tướng. Vì không có những tướng ấy nên gọi là không có tướng. Thiện Nam Tử, nếu vướng mắc nơi tướng, ắt có thể sinh ra si mê. Vì si mê nên sinh ra tham ái, vì tham ái nên bị trói buộc, vì chịu trói buộc nên phải thọ sanh, vì thọ sanh nên có sự chết, vì có sự chết nên là vô thường. Nếu không vướng mắc nơi các tướng, ắt không sinh ra si mê. Vì không sinh ra si mê nên không có tham ái, vì không có tham ái nên không bị trói buộc, vì không bị trói buộc nên không phải thọ sanh, vì không thọ sanh nên không có sự chết. Vì không có sự chết nên gọi là thường, vì nghĩa ấy nên Niết Bàn là thường. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, những tỳ kheo nào dứt trừ được 10 tướng ấy? Phật dạy: Thiện Nam Tử, nếu có tỳ kheo nào thường tu tập ba loại tướng sau đây, ắt sẽ dứt trừ được 10 tướng đó. 1 là thường tu tập tướng định, 2 là thường tu tập tướng trí tuệ, 3 là thường tu tập tướng buông xả. Đó gọi là ba loại tướng có thể dứt trừ 10 tướng kia. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch: Thế Tôn, vì sao gọi là các tướng định, trí tuệ, buông xả? Định tức là tam muội, tất cả chúng sanh đều có tam muội, vì sao còn nói rằng tu tập tam muội? Nếu chú tâm vào một cảnh duy nhất thì gọi là định hay tam muội? Nếu còn duyên theo những cảnh khác thì không gọi là tam muội. Nếu không có định thì không phải bậc nhất thiết trí. Không phải bậc nhất thiết trí làm sao gọi là định? Nếu chỉ dùng một công hạnh mà được tam muội thì mọi công hạnh khác đều chẳng phải tam muội. Nếu không phải tam muội, ắt không phải là nhất thiết trí. Nếu không phải nhất thiết trí, vì sao lại gọi là tam muội? Đối với hai tướng trí tuệ và buông xả cũng đều như vậy. Phật dạy: Thiện Nam Tử, như lời ông vừa nói, duyên với một cảnh gọi là tam muội, còn duyên với những cảnh khác nữa thì không gọi là tam muội. Nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Nói các duyên khác, đó cũng chỉ là một cảnh mà thôi. Về các công hạnh khác nhau cũng vậy. Ông lại nói rằng chúng sanh vốn có tam muội từ trước, không cần tu tập. Nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Nói tam muội đây tức là phép tam muội hiền thiện. Thực ra tất cả chúng sanh đều chưa có. Vậy sao có thể nói rằng không cần tu tập? Trụ yên trong phép tam muội hiền thiện ấy mà quán xét tất cả các pháp, đó gọi là tướng trí tuệ hiền thiện. Không thấy có hai tướng tam muội và trí tuệ khác nhau, đó gọi là tướng buông xả. Lại nữa, Thiện Nam Tử, nếu chấp giữ tướng của sắc thì không thể quán các tướng thường và vô thường của sắc, đó gọi là tam muội. Nếu có thể quán các tướng thường và vô thường của sắc, đó gọi là tướng trí tuệ. Dùng tam muội và tướng trí tuệ tương đương nhau mà quán tất cả các pháp, đó gọi là tướng buông xả. Thiện Nam Tử, như người khéo cầm cương cổ xe bốn ngựa, chạy nhanh hay chậm đều được cả. Vì chạy nhanh hay chậm đều được cả nên gọi là không vướng mắc. Bồ Tát cũng vậy, nếu phần tam muội nhiều hơn liền tu tập trí tuệ, nếu phần trí tuệ nhiều hơn liền tu tập tam muội.
tam muội và trí tuệ tương đương nhau gọi là buông xả. Thiện nam tử, hàng Bồ Tát thập trụ vì sức tuệ vượt hơn sức định nên không thấy rõ tánh Phật. Hàng thanh văn và duyên giác vì sức định vượt hơn sức tuệ nên không thấy tánh Phật. Chư Phật Thế Tôn do định và tuệ tương đương nhau nên thấy được tánh Phật một cách rõ ràng. Không ngăn ngại, như nhìn trái A-ma-lạc trong lòng bàn tay, thấy rõ được tánh Phật, đó gọi là tướng buông xả. Tam muội còn gọi là Samatha, nghĩa là có năng lực trừ diệt, vì trừ diệt được tất cả phiền não trói buộc. Lại nữa, Samatha nghĩa là có năng lực điều phục, vì điều phục được các căn bất thiện. Samatha lại có nghĩa là vắng lặng yên tĩnh, vì có thể làm cho ba nghiệp đều vắng lặng yên tĩnh. Samatha lại có nghĩa là xa lìa, vì có thể khiến chúng sanh xa lìa năm dục. Samatha lại có nghĩa là có năng lực làm trong sạch, vì có thể làm cho ba pháp quế trược là tham dục, sân khỏe và ngu si trở nên trong sạch. Vì những nghĩa ấy nên gọi đây là tướng định. Trí tuệ còn gọi là tì bà xá na, nghĩa là thấy biết chân chánh, cũng gọi là thấy biết trọn vẹn rõ ràng, hoặc có năng lực thấy biết, hoặc thấy biết khắp nơi, hoặc tuần tự thấy biết, hoặc thấy biết phân biệt các tướng riêng biệt của các pháp, đó gọi là trí tuệ. Buông xả còn gọi là ưu tất xoa, nghĩa là bình đẳng, cũng gọi là không tranh giành, cũng gọi là không quán xét, cũng gọi là không hành trì, đó gọi là buông xả. Thiện nam tử, có hai loại samatha, một là trong vòng thế gian, hai là ra khỏi thế gian. Lại có hai loại samatha, một là thành tựu, hai là không thành tựu. Thành tựu là nói chư Phật, Bồ Tát, không thành tựu là nói hàng thanh văn, bích chi Phật. Lại có ba mức độ samatha là mức độ thấp, mức độ trung bình và mức độ cao. Mức độ thấp là nói hạng phàm phu, mức độ vừa là nói hạng thanh văn, duyên giác, mức độ cao là nói chư Phật, Bồ Tát. Lại có bốn loại samatha, một là thối lui, hai là trụ vững, ba là tiến tới, bốn là có thể làm lợi ích lớn. Lại có năm loại samatha gọi là ngũ trí tam muội. Những gì là năm? Một là tam muội vô thực, hai là tam muội vô quá, ba là tam muội thân ý thanh tịnh nhất tâm, bốn là tam muội nhân quả câu lạc, năm là tam muội thường niệm. Lại có sáu loại samatha. Một là phép tam muội quán xương trắng, hai là phép tam muội quán tâm tự, ba là phép tam muội quán 12 nhân duyên, bốn là phép tam muội quán sổ tức đếm hơi thở vào ra, năm là phép tam muội chánh niệm giác quán, sáu là phép tam muội quán các pháp sanh ra, tồn tại, biến đổi và diệt mất. Là có bảy loại samatha, tức là bảy giác phần. Một là niệm xứ giác phần, hai là trạch pháp giác phần, ba là tinh tấn giác phần, bốn là hỷ giác phần, năm là trừ giác phần, sáu là định giác phần, bảy là xả giác phần. Lại có bảy loại samatha. Một là tam muội của hàng Tu Đà Hoàng, hai là tam muội của hàng Tư Đà Hàm, ba là tam muội của hàng A Na Hàm, bốn là tam muội của hàng A La Hán, năm là tam muội của các vị Phật Bích Chi, sáu là tam muội của các vị Bồ Tát, bảy là tam muội rõ biết của Như Lai. Lại có tám loại samatha, tức là tám phép tam muội giải thoát. Một là phép tam muội bên trong có tướng hình sắc, bên ngoài quán hình sắc mà đạt được giải thoát. Hai là phép tam muội bên trong không có tướng hình sắc, bên ngoài quán hình sắc mà đạt được giải thoát. Ba là phép tam muội tự mình chứng đắc cảnh giới thanh tịnh mà đạt được giải thoát. Bốn là phép tam muội chứng đắc cảnh giới rỗng không vô biên mà đạt được giải thoát. Năm là phép tam muội chứng đắc cảnh giới của thức mà đạt được giải thoát. Sáu là phép tam muội chứng đắc cảnh giới không có sự hiện hữu mà đạt được giải thoát. Bảy là phép tam muội chứng đắc cảnh giới không thuộc về có tư tưởng hay không có tư tưởng mà đạt được giải thoát. Tám là phép tam muội chứng đắc cảnh giới hoàn toàn tịch diệt mà đạt được giải thoát. Lại có chín loại samatha, đó là chín phép định tuần tự đạt được, gồm có bốn mức thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền, bốn không xứ, gồm không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ và phép tam muội diệt tận định. Lại có 10 loại samatha gọi là 10 tam muội nhất thiết xứ. Những gì là 10? Một là tam muội địa nhất thiết xứ, hai là tam muội thủy nhất thiết xứ,
3 là Tam Muội Phong Nhất Thiết Sứ, 4 là Tam Muội Thanh Nhất Thiết Sứ, 5 là Tam Muội Hoàng Nhất Thiết Sứ, 6 là Tam Muội Xích Nhất Thiết Sứ, 7 là Tam Muội Bạch Nhất Thiết Sứ, 8 là Tam Muội Không Nhất Thiết Sứ, 9 là Tam Muội Thức Nhất Thiết Sứ, 10 là Tam Muội Vô Sở Hữu Nhất Thiết Sứ. Lại có nhiều vô số các loại Samatha, đó là nói các phép Tam Muội của chư Phật Bồ Tát. Thiện Nam Tử đó gọi là tướng định. Thiện Nam Tử có hai loại trí tuệ, một là thuộc về thế gian, hai là vượt ngoài thế gian. Lại có ba loại trí tuệ, một là trí Bát Nhã, hai là trí Tỳ Bà Xá Na, ba là trí Xà Na. Trí Bát Nhã là nói tất cả chúng sanh, trí Tỳ Bà Xá Na là nói tất cả thánh nhân, trí Xà Na là nói chư Phật và Bồ Tát. Lại nữa, trí Bát Nhã gọi là tướng riêng biệt, trí Tỳ Bà Xá Na gọi là tướng chung, trí Xà Na gọi là phá sạch các tướng. Lại có bốn loại trí tuệ, đó là nói việc quán xét bốn chân đế. Thiện Nam Tử, người tu hành vì ba việc mà tu tập Samatha. Đó là ba việc gì? Một là để không buông thả, lười nhác. Hai là để trang nghiêm trí tuệ lớn lao. Ba là để đạt được sự tự do hoàn toàn không trói buộc. Lại nữa, người tu hành vì ba việc mà tu tập Tỳ Bà Xá Na. Đó là ba việc gì? Một là để quán xét thấy được quả báo xấu ác của sinh tử luân hồi. Hai là để làm tăng trưởng các căn lành. Ba là để phá trừ tất cả các phiền não. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, như trong kinh có nói, trí Tỳ Bà Xá Na có thể phá trừ phiền não, vì sao còn phải tu tập Samatha? Phật dạy: Thiện Nam Tử, ông nói rằng trí Tỳ Bà Xá Na phá trừ phiền não, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Lúc có trí tuệ, ắt không có phiền não. Lúc có phiền não, ắt không có trí tuệ. Làm sao ông có thể nói rằng trí Tỳ Bà Xá Na có thể phá trừ phiền não? Thiện Nam Tử: Ví như đang khi sáng thì không có bóng tối, đang khi tối thì không có ánh sáng. Nếu nói rằng ánh sáng có thể phá trừ bóng tối thì thật là vô lý. Thiện Nam Tử: Ai là người có trí tuệ, ai là người có phiền não mà nói rằng trí tuệ có thể phá trừ phiền não? Nếu thật cả hai đều không, ắt không có chỗ phá trừ. Thiện Nam Tử: Nếu ông nói trí tuệ có thể phá trừ phiền não, đó là đến được giải thoát mà phá trừ hay không đến được giải thoát mà phá trừ? Nếu không đến được giải thoát mà phá trừ phiền não thì phàm phu chúng sanh lẽ ra cũng đều phá trừ được. Nếu đến được giải thoát mà phá trừ phiền não thì lẽ ra ngay khi khởi niệm tu tập đầu tiên đã phá trừ được. Nếu niệm khởi ban đầu không phá trừ được phiền não thì niệm tưởng tiếp theo sau cũng không thể phá trừ được. Nếu vừa đến được giải thoát liền phá trừ phiền não ngay thì như vậy là không đến. Vì sao ông lại nói rằng trí tuệ có thể phá trừ phiền não? Còn nếu nói rằng dù đến hay không đến được giải thoát cũng đều phá trừ được phiền não thì thật là vô lý. Lại nữa, nói rằng trí Tỳ Bà Xá Na phá trừ phiền não là đơn độc có thể phá trừ hay hợp sức với các pháp khác mà phá trừ? Nếu đơn độc có thể phá trừ, vì sao Bồ Tát phải tu tập tám chánh đạo? Nếu nhờ có sự hợp sức mà phá trừ thì biết rằng đơn độc không đủ sức phá trừ. Nhưng nếu đơn độc không đủ sức phá trừ thì dù hợp sức cũng không thể phá trừ phiền não. Nghĩa như một người mù không thấy được hình sắc, dù có hợp sức với những người mù khác cũng không thể thấy được. Trí Tỳ Bà Xá Na cũng giống như vậy. Thiện Nam Tử, ví như đất có tính chất cứng chắc, lửa có tính chất nóng ấm, nước có tính chất ẩm ướt, gió có tính chất chuyển động. Từ tính chất cứng chắc của đất cho tới tính chất chuyển động của gió, thảy đều không phải do nhân duyên tạo tác. Đó là tánh tự nhiên như vậy. Các phiền não cũng giống như bốn đài. Đất, lửa, nước, gió kia, tính chất tự nhiên của chúng là diệt trừ. Nếu tính chất của chúng là diệt trừ, vì sao ông lại nói rằng trí tuệ có thể diệt trừ phiền não? Vì nghĩa ấy, trí Tỳ Bà Xá Na chắc chắn là không thể phá được các phiền não. Thiện Nam Tử, như tính chất của muối là mặn, có thể làm cho vật khác mặn. Tính chất của mật ong là ngọt, có thể làm cho vật khác ngọt. Tính chất của nước là ẩm ướt, có thể làm cho vật khác ẩm ướt. Nếu nói rằng tính chất của trí tuệ là diệt mất, có thể làm cho các pháp diệt mất, thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Nếu pháp là không diệt mất, làm sao trí tuệ có thể cưỡng ép làm cho diệt mất được? Còn như nói rằng tính chất của muối là mặn, nên làm cho vật khác mặn, tính chất diệt mất của trí tuệ cũng vậy, khiến cho các pháp khác phải tiêu diệt, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy?
Vì tánh của trí tuệ là nối nhau diệt mất trong từng niệm. Nếu là diệt mất trong từng niệm, làm sao nói rằng có thể diệt trừ các pháp khác? Vì nghĩa ấy nên tánh của trí tuệ không phá trừ phiền não. Thiện nam tử, tất cả pháp đều có hai cách diệt mất. Một là bản tánh của chúng tự diệt mất, hai là xét đến chỗ rốt ráo là diệt mất. Nếu tánh của pháp là tự diệt, làm sao nói rằng trí tuệ có thể diệt được các pháp? Nếu nói rằng trí tuệ có thể diệt được phiền não như lửa đốt vật, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Như lửa đốt vật ắt còn lại tro tàn. Nếu trí tuệ là thế, lẽ ra diệt phiền não rồi cũng còn lại tàn tích. Như dùng rìu chặt cây có thể thấy được vết chặt. Nếu trí tuệ là như thế thì đâu là chỗ thấy được. Nếu nói rằng trí tuệ có thể khiến phiền não phải lìa xa, thì lẽ ra phiền não ấy phải xuất hiện ở một nơi khác. Cũng như các thầy ngoại đạo khi lìa khỏi sáu thành lớn liền xuất hiện ở thành Kautina. Nếu phiền não không xuất hiện ở nơi khác thì biết là trí tuệ không thể khiến chúng lìa xa. Thiện nam tử, nếu tánh của tất cả các pháp là không thì ai có thể khiến cho các pháp sanh ra được? Ai có thể khiến cho các pháp diệt mất được? Sanh diệt biến đổi, thật không có người tạo tác. Thiện nam tử, nếu tu tập định ắt sẽ đạt được sự thấy biết chân chánh như vậy. Vì nghĩa ấy, trong kinh ta có dạy rằng nếu tỳ kheo tu tập định ắt có thể thấy được tướng sanh diệt của năm ấm. Thiện nam tử, nếu không tu tập định thì những việc thế gian còn không thể rõ biết, huống chi đến những việc vượt ngoài thế gian. Nếu người không có định thì dù ở nơi bằng phẳng cũng bị ngã nghiêng, tâm duyên theo pháp khác, miệng nói ra lời khác, tai nghe lời khác, trong lòng hiểu nghĩa khác, muốn viết chữ khác mà tay lại viết ra câu văn khác, muốn đi con đường khác mà chân bước theo một lối khác. Nếu người có tu tập định ắt sẽ được lợi ích lớn, cho đến thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát có đầy đủ hai pháp ắt được lợi ích lớn. Hai pháp ấy là gì? Một là định, hai là trí tuệ. Thiện nam tử, như người cắt cỏ, một tay gom cỏ lại, tay kia cầm liềm cắt. Bồ Tát Ma Ha Tát tu hai pháp định và tuệ ấy cũng giống như vậy. Thiện nam tử, như người nhổ cây cứng chắc, trước phải dùng tay lay động, sau mới dễ nhổ lên. Bồ Tát tu định và tuệ cũng giống như vậy, trước dùng định lay động, sau mới dùng trí tuệ nhổ bật lên. Thiện nam tử, như người giặt áo dơ, trước dùng nước tro, sau dùng nước trong, áo liền được sạch sẽ. Bồ Tát dùng định và tuệ cũng giống như vậy. Thiện nam tử, như trước có đọc tụng rồi, sau mới hiểu nghĩa. Bồ Tát dùng định và tuệ cũng giống như vậy. Thiện nam tử, ví như một người dũng mãnh, trước phải tự trang bị áo giáp, binh khí, sau đó ra trận mới thắng được quân giặc. Bồ Tát dùng định và tuệ cũng giống như vậy, rồi mới tùy ý uống nắng, nung chảy. Bồ Tát dùng định và tuệ cũng giống như vậy. Thiện nam tử, ví như tấm gương, phải làm cho sáng rõ, rồi mới soi được khuôn mặt. Bồ Tát dùng định và tuệ cũng giống như vậy. Thiện nam tử, như trước phải san lấp đất đai cho bằng phẳng, rồi sau mới gieo trồng. Trước phải theo thầy thọ học, rồi sau mới suy xét nghĩa lý. Bồ Tát dùng định và tuệ cũng giống như vậy. Vì những nghĩa ấy, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập hai pháp định và tuệ có thể được lợi ích lớn lao. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập hai pháp định và tuệ này điều phục và thâu tóm được năm căn, nhẫn chịu được mọi sự khổ như đói khát, nóng lạnh, đánh đập, mạ nhục, thú dữ cắn xé, mũi mòng chích đốt, thường nhiếp phục tâm, không để cho buông thả, không vì lợi dưỡng mà làm việc trái với chánh pháp, không bị bụi nhơ phiền não làm cho quen ố, không bị những sự thấy biết khác biệt tà dại làm cho mê hoặc, thường lìa xa mọi tâm tưởng xấu ác, không bao lâu sẽ thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì muốn thành tựu mọi sự lợi ích cho chúng sanh. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập hai pháp định và tuệ này không bị lay động bởi bốn cơn gió mạnh là bốn sự điên đảo như núi Tu Di. Tuy có bốn cơn gió từ bốn phương thổi mạnh nhưng không thể làm cho lay động, không bị các tà sư ngoại đạo đánh đổ như tòa ngồi của Đế Thích không thể chuyển dời, không bị các tà thuật lạ lùng dối gạt, thường được hưởng sự an vui mầu nhiệm không gì bằng, có thể hiểu được nghĩa lý sâu xa kín đáo của Như Lai. Dù gặp sự vui cũng không lấy làm hân hoan, dù gặp khổ não cũng chẳng lo buồn. Chư thiên và người đời đều cung kính ngợi khen xưng tán, thấy rõ được sanh tử và không sanh tử, khéo rõ biết được cảnh giới các pháp và bản tánh của pháp, tự thân có đủ những pháp thường lạc ngã tịnh, đó gọi là sự vui của đại niết bàn. Thiện nam tử,
Tướng định gọi là tam muội không, tướng trí tuệ gọi là tam muội vô nguyện, tướng buông xả gọi là tam muội vô tướng. Thiện nam tử, nếu có vị Bồ Tát Ma Ha Tát nào khéo rõ biết lúc nào nên tu tập định, lúc nào nên tu tập trí tuệ, lúc nào nên tu tập buông xả, cũng như những lúc nào không nên tu tập định hoặc trí tuệ hoặc buông xả, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành đạo Bồ Đề.